Thưa quý vị, càng cận Tết Nguyên đán, sức mua của thị trường tăng cao nên nhu cầu cần nguồn vốn để sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân cũng tăng theo. Trong khi đó, một bộ phận người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nhà nước. Đây là cơ hội để các đối tượng cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen gia tăng hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Mặc dù các thủ đoạn của loại tội phạm này không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người phải rơi vào cảnh trả mãi không hết nợ, thậm chí còn bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Đây là đối tượng Ngô Hoàng Phúc, 29 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi từ 30% đến hơn 60% một tháng trên địa bàn thành phố thời gian qua. Điều nguy hiểm hơn khi con nợ không trả đúng hạn sẽ bị uy hiếp đến tận nhà đe dọa. Từ tháng 4 năm 2019 cho đến nay, đối tượng đã cho hàng trăm người, đặc biệt là tiểu thương và các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, vay với số tiền không nhiều, từ những thấp nhất thì từ 5 triệu. Cao nhất thì 15 đến 20 triệu. Tuy nhiên đối tượng, phương thức đối tượng cho rất đơn giản, không cần thế chấp, không cần phải để lại bất kỳ loại giấy tờ gì, chỉ cần đối tượng biết nhà, biết mặt hoặc là chụp lại một chứng minh nhân dân hoặc căn cước để là đối tượng làm niềm tin thì đối tượng sẵn sàng chuyển tiền ngay. Tuy nhiên là phương thức thủ đoạn đối tượng là thu tiền ngày, thu tiền đứng và nhiều gói vay đáo hạn với nhau. Thời gian vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng liên tục ra quân để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng và đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn. Với thủ tục nhanh gọn, dễ vay, người dân chỉ quan tâm làm sao có được số tiền lớn nhất, để rồi rơi vào vòng luẩn quẩn, lãi chồng lãi khi nào không biết. Từ đây, nguy cơ gây mất an ninh trật tự luôn hiện hữu. Tâm lý của người cho vay, người ta sợ, cho nên phải động viên và đồng thời phải tiếp cận. Rất khó khăn khi mà tiếp cận, khi động viên được để người ta trình bày, thì có là hợp tác với cơ quan điều tra để mà xử lý cho được cái đối tượng này. Thủ đoạn của một số đối tượng cho vay nặng lãi không mới, nhưng vẫn tác động rất lớn đến đời sống người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Nhằm ngăn ngừa hoạt động này vươn vòi bạch tuộc, thì người dân cần báo ngay với cơ quan công an khi thấy có dấu hiệu nghi vấn để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen của các đối tượng.